Xin chào anh em nha, lại là Mạnh Lê đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ cầm vũ khí lựu đạn đi trong đấu trường của đùi nhá. Thì như anh em đã biết rồi, đây là vũ khí mà đào kinh khủng nhất của Gunny Bobby luôn. Rồi bây giờ thì vào trận xem là diễn biến trận đấu sẽ ra sao nhá. Ui, cũng có lựu đạn bên phía đối thủ luôn. Có lẽ là mình sẽ turn đầu tiên thì mình sẽ băng luôn này. Băng gần thôi. Còn cái người xa xa kia băng khó thì thôi, để cho đồng đội. Cái gì dễ thì cứ để Mạnh Lê. Rồi. Ở đấy đến từ đồng đội luôn. Đồng đội cũng sử dụng cho mình một băng là chuẩn rồi. Giờ thì bay lên set up một pha đào nhá. Nhưng mà thực ra thì cái pha này đào cũng hơi khó, không biết là khả năng là hai đào thì cũng chưa thể xử lý được ngay cái bạn Ngọc Thu này. Mà hơn nữa là đồng đội mà bay vào cái vị trí để đào được bạn ấy thì phải chỗ xanh xanh kìa. Thì nó cũng hơi nguy hiểm, cái vị trí đây cũng hơi nguy hiểm. Một liệu với một sấm sét đào là chắc là đi đấy. Nếu như không thể xử lý được bạn Ngọc Thu, bạn ấy bay lên thì đào cũng rất nguy hiểm. Rồi đồng đội bỏ tơn, sau đó một tơn full dam rồi, cũng được. Cái pha này thì phải bỏ tơn xong full dam nhá thì mới đến lượt mình nhá, chứ còn dam luôn là đến đối thủ luôn đấy, mình không được bắn đâu. May mà chúng có một tia nhá. Ôi rồi ôi, chưa gì lại đốt hết hai băng của tôi rồi, chết rồi, không ổn rồi. Cái tơn vừa rồi mà chúng đối thủ thì cũng mất đi cũng tương đối máu đấy nhở. Sau đó là mình thêm một tơn đào nữa, hoặc là có lẽ mình bắn chay. Nhưng mà thôi, giờ thì có lẽ là sẽ cứu đồng đội, cứu lấy cái bạn Ngọc Thu này. Đấy. Chứ còn bạn kia một full dam thì nó cũng hơi phi lý, chưa có cơ sở gì để dam cả, ai cũng đang rất là nhiều máu. Làm gì đây? Cộng 2. Thế là nhầm vào đồng đội mình rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc đã trúng nha. Vị trí đứng này là cũng hơi... Đấy. Đứng trên cái chai rượu này là cũng hơi khó bắn này. Làm gì đây? Băng. Thực ra thì đồng đội mình đang đứng ở vị trí an toàn này thì tung ra một cú đam cũng được nhỉ. Hoặc là tung ra một cú đào. Bạn dâu bên kia cũng đang lúng túng trong việc là tìm được vị trí, bắn được trúng vị trí của bé Lan này. Rồi một cú đào rồi. Cứu đồng đội nhưng mà chưa đến tơn của đồng đội. Thành ra là... Đấy. Đào đây cũng được, cho bạn ấy thấp xuống một tí, nếu không là mình lại là người bị đào đấy. Giờ làm gì đây? Có bay lên không? Chỗ này thì có lẽ là mình cũng phải tung ra hai cú đào nữa mới có thể là hạ được bạn ấy. Vẫn tự tin lắm, chưa muốn bay lên đâu. Ô, trượt đúng không? Ô, vẫn chưa đến lượt à? Kết quả vừa rồi là băng trúng không ấy nhở? Đợi hơi lâu. Lạnh phết rồi đấy. Rồi, vẫn là một tơn cộng 2 không chính xác đến từ dâu. Đào cái... À, hình như là tơn vừa rồi băng hụt. Chắc các bạn ấy bắn chay với lại là băng thôi. Thành ra là cũng lâu đến lượt mình. Đấy, đào cái. Khó chưa? Không chịu bay lên này. Thực ra là vẫn có góc thôi. Bay đi đâu đây? Quả này bay lên thì sẽ đến tơn đồng đội mình luôn đấy. Bay như này thì đồng đội mình lại không đam được rồi. À đến tơn bạn kia thì bạn kia cũng không đam được mình mà. Ừ cũng được. Rồi. Không biết là bạn ấy có cướp được tơn không, bạn Ngọc Thu ấy. Quả này mình bị đào xuống là mình lại khó. Rồi đấy, đến tơn đồng đội thì đồng đội không làm gì được trong cái tình huống này rồi. Quả này thì nên cho cái bạn dâu cái mất góc đi, chứ để bạn ấy bắn như thế là mấy tơn sau mất khá là nhiều máu bạn ấy đấy. Tung ra một cú full dam nữa thôi là hơi mệt. Thì mình lại là người mất góc, khó bắn hơn. À đến tơn mình luôn này. Thôi bò tạm ra đây để cho bạn ấy tụt xuống phía dưới nhá. Rồi cứ đứng trên đối thủ này là sẽ an toàn này. Giờ có đào được không? Thực ra thì cái vị trí này đào nó cũng khó. Để mà đào thì chắc là phải 3 tơn đào mới có thể hạ được một người nếu đứng vị trí này. Một map dày như này thì chơi rất là ok đúng không? Chứ như map vô bóng đá một đào phát đi luôn thì nó cũng... Trận đấu nó cũng hết hơi nhanh. Rồi, ôi dồi ôi, quả này mà bắn... Ồ, không có góc à?
đang định nói quả này mà bạn ấy bắn trúng được mình nữa, tụt xuống càng sâu là càng khó bắn đấy. Bolton cộng 2 vẫn bắn cộng ôi lại 3 bắn 1 rồi, tự nhiên có thêm đồng đội. Ôi cái lượng máu này khả năng là mình một bao nữa là cũng xử lý được đấy nhỉ. Nhưng mà cũng tại vì là cái hệ số bao ấy, thì là cái vũ khí này hệ số bao nó không cao. Thôi pha này phải bao luôn thôi. Khả năng là đồng đội mình vẫn sẽ có một turn nữa nếu như mình bao không thành công cái pha này. Ý là không hạ được bạn kia ấy, chứ còn bắn trượt thì có lẽ là hơi khó. Đứng gần như thế này. Ôi đấy, chấm máu này. Đồng đội mình không biết có cướp được turn không nhở. Chứ nếu bây giờ mình ăn một turn bao nữa thì cũng mất đi lợi thế. Chứ còn thua thì mình nghĩ là không thua được. Đấy. Rồi, bây giờ đến turn. Ôi, đúng turn đồng đội mình luôn. Thôi, hạ cho nó gọn gàng thôi. Đấy. Ô, có turn nữa luôn. Ôi, bao luôn này. Vội vàng thế nhỉ. Mình cũng có thể là bay sang bên kia để có một turn bao cho nó chuẩn chỉ được không? Wow, chuẩn phết nha. Hai tia crit thì phải, nếu mình nhìn không nhầm. Mất đi cũng đâu đó 1/3 cây máu đấy. Đứng xa thì thế bao là thế là cũng đẹp rồi. Ok, giờ thì chỉnh sẵn góc. Ôi, nhưng mà chưa chắc nha. Góc này thì bắn được, nhưng mà không biết sau pha này thì liệu có mất góc đi hay không. Cái lựu đạn này là một vũ khí mà góc rất là ít luôn, thành ra là cứ bị trúng một hai turn bắn cái là không biết phải bắn góc như thế nào. Tơn trước thì phải bắn siêu cao, tơn sau khi là phải bắn góc 40-45. Rồi, thì 11 khoảng. Ok, chính xác rồi. Có bay lên không? Còn đứng đây tiếp là ăn đam tiếp đấy. Cảnh cáo luôn. Đang lục túng rồi. Có lẽ lục túng rồi. Một tơn cộng 2 nhưng mà nhằm vào ai đây? Ôi dồi ôi, 1/4 cây máu à. Này, một tơn full dam khả năng là cũng hạ được luôn đấy nhỉ. Đồng đội mình vẫn bắn theo cách khá là an toàn, bắn 3 tia. Kiểu gì cũng sẽ trúng một tia. Ít nhất là 2 tia rồi. Rồi, full dam cái nhỉ. Nhà lực hơi sớm rồi. Đấy, mình định bắn nhẹ hơn vừa nãy một lực thôi, nhưng mà cái thanh lực nó chạy rất là nhanh ấy, nhả sớm mất rồi. Đấy, bắn còn nhẹ hơn vừa nãy luôn. Ôi rồi, bạn này bây giờ còn có một chấm máu này nhưng mà lại đứng ở vị trí cũng hơi khó để bắn trúng đấy. Tiếp tục là cộng 2 luôn, vẫn chưa đam. Thực ra bây giờ mà đam thì cũng chưa giải quyết được vấn đề gì đúng không? Cũng chưa hạ được ai cả. Đội thì mình cứ tiếp tục 3 tia phá góc thôi. Ấy ui, lại trúng 2 tia nữa. Nào, tơn này thì cố gắng bắn mạnh hơn chút nữa này. Đấy, 90 lực. Ôi giời ơi, chỉ cần trúng 1 tia thôi nhưng mà hơi khoai. Thôi thế đi. Chứ để tìm thì nó hơi lâu đấy. Rồi anh em thấy thế nào về vũ khí lựu đạn này đi trong đấu trường cuộc đời, hãy comment xuống phía dưới nhá. Có ai đam mê cái vũ khí này trong cái chế độ này hay không, nói cho mình biết với. Còn bây giờ thì clip sẽ dừng lại ở đây thôi. Đừng quên bỏ lại một like cũng như là follow để không bỏ lỡ những clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt anh em. Unimobi bắn mọi lúc vui mọi nơi.